Một vụ án xảy ra tại thị trấn Tương Phàn, huyện Bá Châu, tỉnh Hà Bắc năm 2012 khiến dư luận không ngừng bàn luận trong khoảng thời gian dài. Xuyên suốt quá trình phá án đã phát hiện nhiều tình huống bất ngờ, đến cả cảnh sát cũng không đỡ nổi. Hãy đón xem video này để biết những tình tiết bất ngờ mà mình vừa đề cập đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ông Vương Vô Hương, 51 tuổi, sống ở thị trấn Tương Phàn, huyện Bá Châu, tỉnh Hà Bắc. Hương là một thầy phong thủy có tiếng tại địa phương và được nhiều người dân kính trọng. Do trình độ chuyên môn cao nên Hương có một lượng lớn khách hàng. Hương trao cho khách hàng niềm tin, khách hàng cũng không ngần ngại trả cho ông số tiền lớn. Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực này, Vương Vô Hương đã tích lũy được một khối tài sản đáng kể. Vào buổi chiều ngày 7 tháng 1 năm 2012, Vương Vô Hương rời nhà đi ra ngoài. Tối đó, Vương Vô Hương không về. Vợ Hương, bà Quách Tú Phân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hương hay có những cuộc hẹn đột xuất với khách hàng ở xa, nên việc vắng mặt ở nhà vào buổi đêm là chuyện hết sức bình thường. Sáng ngày 8 tháng 1, trong lúc đang nấu ăn, bà Phân nhận được một cuộc gọi đến. Ở trên màn hình điện thoại hiển thị một số thuê bao lạ. Phân cho đó là các cuộc gọi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm hoặc là của bên công ty lừa đảo. Ban đầu, Phân không có ý định nhấc máy, nhưng suy đi nghĩ lại, xét đến tính chất công việc đặc biệt của chồng, cô sợ cuộc gọi là của khách hàng, nếu không trả lời có thể bỏ lỡ cơ hội làm ăn. Sau khi loay hoay vài giây, Quách Tú Phân ấn nút trả lời, Phân chưa kịp hỏi đối phương là ai thì đầu dây bên kia cất giọng. Bà chính là vợ của Vương Vô Hương phải không? Hiện tại ông Hương đang ở trong tay tôi. Bà mau chuẩn bị 200.000 tệ tiền chuộc, nếu không thì tôi không đảm bảo tính mạng của ông ta. Những lời nói này khiến bà Phân vô cùng bối rối. Bà cầu xin kẻ bắt cóc đừng làm hại chồng mình. Bà hứa sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào và mong muốn được kết nối với chồng. Kẻ bắt cóc chỉ lặp đi lặp lại rằng bà Phân nên chuẩn bị tiền mặt nhanh chóng, cũng không đề cập đến địa điểm giao dịch cũng như tình trạng hiện tại của Vương Vô Hương. Bà Phân vẫn chưa kịp hoàn hồn về sự việc. Bà ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Sau đó bà gọi điện cho con gái và kể tất cả cho cô nghe. Sau khi nghe câu chuyện, con gái của bà Phân liền đến nhà bố mẹ. Họ hội ý với nhau và quyết định gọi lại cho số điện thoại lạ kia. Nhưng kết quả là không thể liên lạc được. Gia đình không dám trì hoãn vì sợ Hương gặp nguy hiểm. Một mặt họ gom góp số tiền 200.000 tệ, khoảng 700 triệu, như lời của tên bắt cóc. Một mặt trình báo với cảnh sát về sự việc cho cảnh sát địa phương. Nhận được trình báo từ gia đình bà Phân, cảnh sát thành phố Bá Châu rất coi trọng sự việc. Vương Vô Hương là một nhân vật được nhiều người biết, cho nên việc ông bị kẻ xấu bắt cóc gây ra không ít hoang mang dư luận. Chính vì vậy, cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn cách tìm ra tung tích của Vương Vô Hương. Đội điều tra bắt đầu phân chia công việc, một số chịu trách nhiệm xoa dịu cảm xúc của gia đình người mất tích và thu thập manh mối từ họ. Một số chịu trách nhiệm đến hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh xem có nhìn thấy Hương ở đâu hay không. Quách Tú Phân khai với cảnh sát rằng thời điểm chồng mình rời khỏi nhà là vào khoảng 4 giờ 30 phút giờ chiều ngày hôm qua. Khi đó, chồng không nói rõ là đi đâu, bà Phân cũng không hỏi chi tiết, chỉ đinh ninh rằng Hương đi gặp một vị khách hàng nào đó. Tiến hành thẩm vấn người dân xung quanh, có vài người cũng nhìn thấy Hương đi ra ngoài vào khoảng thời gian này, nhưng trông ông không có bất cứ biểu hiện gì đáng nghi. Để xác định cung đường di chuyển của Hương khi đó, cảnh sát đã tiến hành trích xuất tổng cộng 20 video từ các camera giám sát xung quanh khu vực nhà Hương. Cuối cùng, họ cũng tìm ra được manh mối quan trọng. Từ một camera giám sát ở tầng 1 của khu dân cư, cảnh sát quan sát thấy vào lúc 16 giờ 30 ngày 7 tháng 1, Vương Vô Hương xuất hiện trên con đường trước nhà. Hương mặc trang phục dài, khoác áo khoác, bước đi thong thả, biểu hiện không có gì bất thường. Phóng to hình ảnh và quan sát kỹ hơn, các cảnh sát xác định ở trên tay phải của Hương có cầm một vật hình tròn có đường kính khoảng 20cm. Vợ Hương, Quách Tú Phân nói rằng mình nhận ra vật này, thứ chồng đang cầm trên tay là một chiếc la bàn. La bàn này là công cụ không thể thiếu ở trong việc xác định phương hướng của thầy phong thủy. Lần nào đi gặp khách hàng, Hương cũng mang theo chiếc la bàn đó. Từ chi tiết Hương mặc trang phục lịch thiệp và mang theo chiếc la bàn phong thủy này, có thể dễ dàng kết luận rằng Hương ra ngoài với mục đích công việc.
khả năng là có người đã mời Hương đến để tư vấn hướng xây nhà hoặc xây chuồng trại. Vậy thì việc tiếp theo chính là phải nhanh chóng tìm ra đối tượng khách hàng mà Hương đã tiếp xúc ngày hôm đó. Trường hợp nếu như đối tượng này không phải là nghi phạm thì ít nhất cũng có thể cung cấp cho cảnh sát thêm một số thông tin. Ví dụ như cung đường di chuyển của Hương sau khi xem phong thủy xong, hoặc có bất cứ vị khách nào khác liên hệ cho Hương trong khoảng thời gian ông xem phong thủy hay không. Các thành viên trong đội điều tra cũng nhận thấy rằng kẻ bắt cóc rất xảo quyệt và cẩn thận trong hành động. Số điện thoại mà kẻ bắt cóc dùng để liên lạc cho bà Quách Tú Phân vốn là sim giác, không được đăng ký chính chủ. Do đó, cảnh sát không thể nào tìm ra manh mối hữu ích từ cuộc điện thoại này. Hiện tại, lực lượng chức năng chỉ có thể bí mật điều tra vụ án trong khi chờ kẻ bắt cóc liên lạc với Quách Tú Phân. Bà Phân kể với cảnh sát, người nói chuyện với mình qua điện thoại là đàn ông, chất giọng khàn khàn, đối phương không tiết lộ gì nhiều. Sau khi nhấn mạnh về số tiền chuộc thì vội vàng cúp máy, giống như sợ để lộ sơ hở. Kẻ bắt cóc nói trong điện thoại rằng anh ta cho bà Phân thời gian 2 ngày để chuẩn bị đủ số tiền 200.000 tệ, khẳng định ngày 9 tháng 1 sẽ tự động liên hệ lại. Cảnh sát sau đó đã chia nhỏ lực lượng, điều tra cẩn thận các mắt camera trên đường phố, bắt đầu từ khu vực trước nhà Hương và tỏa đi nhiều hướng, nhưng vẫn chưa có kết quả mong đợi. 2 ngày trôi qua, thời điểm đưa tiền chuộc con tin cuối cùng cũng đã đến. Tuy nhiên, cảnh sát không thể liên lạc được với kẻ bắt cóc. Đối phương cũng không hề chủ động gọi tới để cung cấp thông tin về địa điểm giao dịch cụ thể. Kẻ bắt cóc đã quên hay là sợ Quách Tú Phân trình báo chuyện này cho cảnh sát nên không dám lộ mặt. Tình huống bất thường này khiến cho đội điều tra cảm thấy hơi chút bối rối. Nhưng làm gì có chuyện kẻ bắt cóc mà lại quên liên lạc với người nhà. Cảnh sát kết luận có thể đã xảy ra chuyện gì đó khiến đối tượng này phải ngưng hành động. Thời gian càng trôi qua thì gia đình Vương Vô Hương càng có cảm giác cứ như ngồi trên đống lửa. Còn về phía cảnh sát cũng khá đau đầu trước vấn đề này. Trong khi bà Quách Tú Phân và con gái đứng ngồi không yên vì lo cho sự an toàn của Vương Vô Hương, còn cảnh sát thành phố Bá Châu thì vẫn đang bối rối về tình huống bắt cóc bất thường tại văn phòng cảnh sát lại tiếp nhận được một cuộc gọi trình báo. Trong cuộc điện thoại, có một người đàn ông họ Tằng nói với giọng điệu hoảng loạn rằng vừa phát hiện ra một thi thể không đầu, địa điểm phát hiện là tại một bãi rác ở ngoại ô thành phố Bá Châu. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, cho nên sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương nhanh chóng cùng với các bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường để tìm hiểu tình hình. Đây là một bãi đất trống với diện tích lớn, là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân trong thành phố. Bình thường, rất ít người qua lại. Sáng nay, ông Tằng đến thăm đám cây gần đó thì vô tình phát hiện ra. Hiện trường thật quá thảm khốc, khiến cho các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nạn nhân là nam giới, thi thể đã mất đi phần đầu. Trên cơ thể phải có đến hơn 10 vết đâm nằm ở nhiều vị trí khác nhau. Thời điểm thi thể được tìm thấy, nó không phải là nằm trần trên mặt đất mà được cho vào một chiếc túi dệt cũ. Chú Tằng vì tò mò nên tháo sợi dây buộc đầu túi dệt và phát hiện ra sự việc. Các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao tầm 1m7. Nạn nhân bị tấn công nhiều lần bằng một con dao, có tổng cộng 11 vết thương được tìm thấy trên cơ thể, đa số đều rất sâu, đâm thủng các cơ quan nội tạng. Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương nặng và chảy máu ồ ạt. Vết thương chủ yếu tập trung ở vùng ngực, đánh giá về độ sâu của vết thương cũng như là phương thức ra tay, dường như nạn nhân đã rơi vào thế bị động, không có phản kháng trong quá trình bị tấn công. Pháp y khẳng định, với lực ra tay mạnh, cộng thêm những tính toán về vị trí quá chuẩn xác, kẻ sát nhân chắc chắn là có chủ ý lấy mạng nạn nhân. Còn việc chặt phần đầu rõ ràng là có chủ đích, hung thủ đã vứt nó đi nhằm cản trở việc xác minh danh tính. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra túi quần áo của nạn nhân nhưng không tìm thấy vật thể gì khác. Cơ thể của nạn nhân cũng không có bất cứ đặc điểm riêng biệt nào. Hiện tại, danh tính của nạn nhân là một ẩn số mà lực lượng chức năng cần phải đi tìm. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun sọc, kẻ màu xám và một chiếc quần kaki tối màu. Cảnh sát dựa trên các đặc điểm về độ tuổi và trang phục, họ bỗng nhiên nhớ đến thầy phong thủy Vương Vô Hương hiện bị bắt cóc, một vụ án mà họ đang thụ lý và vẫn chưa có kết quả. Vậy thì có khi nào nạn nhân chính là Vương Vô Hương hay không? Sau khi có những mối liên tưởng,
cảnh sát quyết định gọi điện cho Quách Tú Phân cùng con của bà đến hiện trường để nhận diện xem liệu đây có phải là người họ đang tìm kiếm hay không. Bà Phân và con gái nhận được trình báo liền sốt sắng di chuyển đến bãi rác ở ngoại ô. Bà Phân nói với cảnh sát, từ vóc dáng cho đến trang phục, nó hoàn toàn trùng khớp với chồng bà. Quách Tú Phân khẳng định khá chắc chắn, bà ấy tiết lộ chiếc quần kaki này có một mảnh vá nhỏ ở ống quần bên phải, chính tay bà đã vá nó cho chồng, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Từ nhận diện của bà Phân và con gái, hiện tại dường như có thể chắc chắn đến 90% thi thể không đầu tại bãi rác thuộc về người đàn ông mất tích Vương Vô Hương. Tuy nhiên, việc trích xuất DNA của nạn nhân đối chiếu với DNA với con của ông Vương Vô Hương vẫn được tiến hành. 2 tiếng đồng hồ sau khi thi thể tại bãi rác được phát hiện, Quách Tú Phân nhận được một cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Lúc này, cảnh sát cũng đã có mặt ngay cạnh. Họ yêu cầu bà nhanh chóng bấm trả lời để xem bọn bắt cóc nói gì. Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nam, người này thúc giục Phân mau gom đủ tiền chuộc sớm nhất có thể nếu như không muốn thấy tình cảnh thê thảm nhất của Vương Vô Hương. Cảnh sát ra hiệu cho Phân giữ bình tĩnh, nghe đối phương nói gì tiếp theo. Đồng thời cũng yêu cầu bà ấn chế độ ghi âm cuộc gọi để làm cơ sở điều tra nghi phạm. Bà Phân làm theo chỉ đạo của cảnh sát, sau đó ở bên kia phát ra giọng nói của nam giới. Quách Tú Phân xác nhận với cảnh sát đó là chồng mình. Ông ấy hình như đang rất lo sợ, liên tục nói bằng đủ mọi cách phải chuẩn bị tiền chuộc mình, nếu không ông sẽ bị sát hại. Tình huống trên khiến cho các thành viên trong đội điều tra bối rối. Thi thể tại bãi rác được người thân xác nhận chính là Vương Vô Hương. Người nói chuyện qua điện thoại cũng được xác nhận là Vương Vô Hương. Vậy thì đâu mới là sự thật? Chuyện bất thường gì đang xảy ra? Sau khi cùng nhau thảo luận vấn đề, cảnh sát đưa ra một suy đoán mới. Cũng có khả năng giọng nói ở trong điện thoại chỉ là được ghi âm và được phát nhằm mục đích đánh lừa. Đoạn ghi âm được nhanh chóng chuyển đến bộ phận kỹ thuật để phân tích chuyên sâu. Kết quả của việc phân tích cho thấy giọng nói của Vương Vô Hương rõ ràng là đã được ghi âm và phát lại cho Quách Tú Phân nghe. Từ điều này có thể suy đoán Vương Vô Hương quả thật đã bị sát hại, kẻ bắt cóc cố ý sử dụng đoạn ghi âm để lừa tiền của Quách Tú Phân. Những chi tiết trên cho thấy kẻ bắt cóc rất có thể là một người cực kỳ cẩn trọng, có ý thức phản trinh sát nhất định. Trước đó, bà Phân nghe được giọng của chồng mình qua điện thoại thì đã vô cùng mừng rỡ, nhưng xem ra càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng. Cảnh sát điều tra đã an ủi bà Phân. Họ nói rằng muốn biết Vương Vô Hương còn sống hay không thì phải đợi báo cáo kết quả giám định DNA. Buổi tối ngày 10 tháng 1, cảnh sát tiếp tục nhận được một trình báo với tình tiết khá bất ngờ khác. Câu chuyện là như thế này. Tờ mờ tối hôm nay, anh Lưu Quan Mặc, chủ một cửa hàng bán đồ nướng ở thị trấn Tương Phàn nói rằng trong khi chuẩn bị đồ ăn cho khách, thì một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen xuất hiện gần đó. Lưu Quan Mặc khá sửng sốt bởi vì đối phương không ai khác mà chính là Vương Vô Hương, thầy phong thủy gần nhà, người đột nhiên biến mất vài ngày trước. Chủ quán thịt nướng nhìn thấy Vương Vô Hương di chuyển ở cầu thang hướng lên các tầng trên. Anh Mặc vui vẻ, vẫy tay chào hàng xóm như thường lệ và Hương cũng vẫy tay đáp lại. Thông tin từ chủ quán họ Lưu khiến cho cảnh sát rất bất ngờ. Rốt cuộc là Vương Vô Hương còn sống hay đã bị sát hại? Tại sao lại xuất hiện trong khu dân cư nhưng không vào nhà? Cảnh sát sợ chủ quán Lưu Quan Mặc nhìn nhầm nên hỏi đi hỏi lại anh ta rất nhiều lần. Kết quả anh Mặc vẫn khẳng định người mình nhìn thấy là Vương Vô Hương. Và không chỉ Mặc, người chủ tiệm nail ở kế bên cũng nhìn thấy Vương Vô Hương. Quách Tú Phân và con gái của bà đều khẳng định thi thể tại bãi rác là của Vương Vô Hương. Còn ông chủ quán thịt nướng và bà chủ tiệm nail gần nhà cũng khẳng định họ vừa nhìn thấy Vương Vô Hương. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra có nhiều điều nghi vấn, như tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể kết luận được gì, cũng chẳng thể xác định được hướng điều tra tiếp theo mà phải đợi cho đến khi có kết quả giám định DNA. Tin tức về sự biến mất đột ngột của thầy phong thủy chứ danh Vương Vô Hương lan truyền như cháy rừng tại thị trấn Tương Phàn. Đa số mọi người nghi ngờ thi thể tại bãi rác kia thuộc về Hương và một số ít thì cho là không phải. Vì Hương là thầy phong thủy nên cũng có rất nhiều tin đồn ma quái xuất hiện khiến cho câu chuyện trở nên ma mị hơn. Không ai mong muốn tình huống xấu nhất xảy ra bởi vì trước giờ Hương có tính cách hòa đồng thân thiện. Tuy giàu có nhưng chưa bao giờ thể hiện thái độ coi thường một ai. Một tuần trôi qua kể từ khi Vương Vô Hương đột nhiên mất tích,
Vào ngày 14 tháng 1, kẻ bắt cóc lại gọi điện và yêu cầu Quách Tú Phân bỏ tiền vào túi ni lông màu trắng rồi bắt taxi đến ngã tư phía đông để thực hiện cuộc trao đổi. Nhận được cuộc gọi, bà Phân ngay lập tức thông tin cho cảnh sát biết. Để không đánh động đến nghi phạm, cảnh sát điều tra quyết định hóa trang thành tài xế taxi và đến địa điểm giao dịch cùng với Quách Tú Phân. Giai đoạn này, bên bắt cóc không tắt điện thoại. Trên đường đi, các cảnh sát yêu cầu bà Phân hỏi đối phương xem Vương Vô Hương còn sống hay không. Theo chỉ đạo của cảnh sát, bà Phân gọi điện vào số điện thoại của kẻ bắt cóc và yêu cầu được nói chuyện với chồng mình. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc thẳng thừng từ chối đề nghị của bà Phương, cũng tuyên bố tạm ngừng giao dịch tại đây, đợi khi nào thích hợp sẽ gọi lại. Theo lẽ thường, những kẻ bắt cóc bắt con tin để lấy tiền. Sau khi biết gia đình đã chuẩn bị sẵn tiền chuộc, chúng sẽ cung cấp cho họ địa điểm giao dịch. Nếu người nhà yêu cầu được nói chuyện với con tin thì chúng sẽ không ngần ngại đồng ý để tạo niềm tin cho bên kia. Cũng là để uy hiếp người nhà nhất định không được trình báo với cảnh sát. Nếu không thì sẽ không đảm bảo tính mạng cho con tin. Còn về phần kẻ bắt cóc này, hai lần đầu hắn không tiết lộ địa điểm giao dịch. Lần này thì lại không cho Vương Vô Hương nói chuyện với người nhà. Hành vi của hắn ta quả thật có chút kỳ quặc. Kỳ quặc hơn nữa là sau vài ngày bị bắt cóc, thì có người còn tận mắt nhìn thấy Vương Vô Hương xuất hiện trở lại. Cảnh sát đã thảo luận cùng nhau nhiều lần, cuối cùng họ đưa ra kết luận rằng rất có thể chuỗi những sự kiện bất thường trên chính là do kẻ bắt cóc giở thủ đoạn với mục đích gây khó khăn cho công tác điều tra. Vào cuối ngày, cảnh sát thành phố Bá Châu đã nhận được kết quả xét nghiệm DNA từ bộ phận kỹ thuật hình sự. Đây là thông tin buồn đối với gia đình Quách Tú Phân bởi vì thi thể ở bãi rác ngoại ô chính là Vương Vô Hương. Thời điểm Hương tử vong là vào khoảng 6 đến 7 giờ tối ngày 7 tháng 1, tức là khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ sau khi ông rời khỏi nhà vào ngày hôm đó. Lúc này, tia hy vọng cuối cùng của Quách Tú Phân cũng đã chính thức bị dập tắt. Cảnh sát dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sau khi nghe kết quả vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Vương Vô Hương đã bị sát hại, đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Hiện tại, cảnh sát cần nhanh chóng tìm kiếm manh mối để đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng. Đây là vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi vì kẻ sát nhân ra tay quá manh động. Không những tấn công liên hoàn tạo ra những vết thương sâu trên cơ thể mà còn chặt lìa đầu nạn nhân. Những tình tiết trên khiến cho người dân địa phương rất lo lắng. Nếu như kẻ sát nhân không sớm bị bắt thì sự việc vẫn mãi là tảng đá đè nặng trong lòng cả người dân và cả lực lượng chức năng. Để thu thập thêm manh mối, cảnh sát đã quay trở lại nhà của Quách Tú Phân để thẩm vấn con gái bà. Tại đây, bà Phân đã trực tiếp dẫn cảnh sát đi kiểm tra góc làm việc của chồng mình. Một tấm bảng trắng nhỏ ở góc phòng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bà Phân cho biết có rất nhiều người tìm đến chồng mình để xem phong thủy. Bản thân Hương trí nhớ không tốt lắm nên hay ghi lại địa chỉ và thông tin liên hệ của khách hàng vào chiếc bảng trắng. Một phần lý do cũng là để cho bà Phân biết về lịch trình làm việc trong tuần. Thường thì những khách hàng sẽ gọi điện hỏi Hương trước, sau khi xếp lịch thì Hương sẽ ghi chép lại để đảm bảo không bỏ sót. Cũng theo bà Phân, ông Hương có tính cách cẩn thận, đã duy trì thói quen này hàng chục năm nay. Nhưng điều lạ là trước khi rời khỏi nhà vào ngày 7 tháng 1, ông không thông tin lên bảng trắng. Đối với tình huống trên, cảnh sát suy đoán có lẽ đây là một cuộc hẹn bất ngờ. Ở bên kia dường như cần được Hương tư vấn gấp, cho nên ông mới vội vã và quên ghi lại thông tin. Cảnh sát cũng phân tích rằng Hương đã đi đâu đó gần nhà và sẽ quay về sớm nên không nói cho vợ biết cụ thể. Từ suy luận trên, cảnh sát lập tức tiến hành kiểm tra cẩn thận các tầng hầm, các nhà kho bỏ hoang và khu dân cư đóng cửa ở gần đây. Các chuyên gia kỹ thuật đã đưa ra phán đoán dựa trên đoạn ghi âm của điện thoại. Đó là âm thanh thu được có chút vang vọng nên có khả năng kẻ bắt cóc đã thực hiện cuộc gọi ở một nơi tương đối kín. Chi tiết này tương đối trùng khớp với phân tích ở phía bên trên của cảnh sát. Các điều tra viên sau đó mặc thường phục đi sâu vào các đường phố, ngõ hẻm của thị trấn nhỏ này và nhanh chóng tìm ra được một ngôi nhà riêng đã bị bỏ hoang từ lâu. Chủ nhân của ngôi nhà này đã nhiều năm không trở lại. Người dân sống ở gần đó khai với cảnh sát rằng họ liên tục nghe thấy những tiếng động lạ từ ngôi nhà đó vài ngày trước. Đó là âm thanh đinh, keng, âm thanh vang lên vào ban đêm khiến cho mọi người cảm thấy rất khó chịu. Từ thông tin mà người dân cung cấp, cảnh sát quyết định đột nhập vào căn nhà bỏ hoang để kiểm tra. Tất cả các cửa sổ và cửa chính của căn nhà đều bị đóng kín,
cảnh sát nhanh chóng phá cửa để tiếp cận bên trong. Không gian khá tăm tối, căn nhà hiện trống rỗng, không có đồ đạc nội thất gì. Lực lượng chức năng đã tập trung vào căn hầm nhỏ bị khóa trái, diện tích chỉ 10m² và phủ đầy mạng nhện. Dưới sàn nhà dính nhiều bụi bặm, nhưng chính vì lớp bụi dày đặc nên rất dễ phát hiện ra một số dấu giày. Điều này chứng tỏ đã có người vừa mới đến đây không bao lâu. Khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện có những vết màu nâu sẫm rất giống với vết máu. Đội điều tra đã tiến hành lấy mẫu mang về cho bộ phận kỹ thuật phân tích. Sau khi phân tích, đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng xác nhận đó là máu người. Quan trọng hơn, nó chính là máu của nạn nhân Vương Vô Hương. Trước đó, khi kiểm tra dưới tầng hầm căn nhà, cảnh sát có tìm thấy một con dao chặt xương cỡ lớn, khá mới và tương đối sắc bén. Dường như căn nhà này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Hiện trường đầu tiên đã được tìm thấy, nhiệm vụ tiếp theo là phân tích và truy tìm dấu vết nghi phạm. Vì tất cả các cửa sổ và cửa chính trong căn nhà đều trong tình trạng nguyên vẹn, nên nhất định hung thủ phải có chìa khóa của căn nhà. Chính vì vậy, chủ nhân của căn nhà trở thành nghi phạm lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Những người dân sống xung quanh cung cấp cho cảnh sát thông tin về chủ nhà. Chủ nhà là người đàn ông tên Lý Hồng Lộ, anh ta khoảng 40 tuổi, cao tầm 1m7. Vào ngày 28 tháng 1, lúc này đã là 21 ngày sau khi Hương biến mất, cảnh sát cuối cùng cũng nắm được tung tích của Lý Hồng Lộ. Tổ chuyên án đã vào cuộc và tiến hành một cuộc bắt giữ khẩn cấp. Quá trình này diễn ra tương đối suôn sẻ, Lý Hồng Lộ nhanh chóng bị tóm gọn và bị đưa thẳng đến Cục Cảnh sát thành phố Bá Châu để thẩm vấn. Tâm lý phòng thủ của nghi phạm đã sụp đổ chỉ sau nửa tiếng đồng hồ đối diện với sự chất vấn của cơ quan chức năng. Khoảng 2 giờ chiều ngày 28 tháng 1, nghi phạm Lý Hồng Lộ đã cúi đầu khai nhận tội với gương mặt đờ đẫn. Lộ khai, năm nay hắn ta 42 tuổi, vốn là một doanh nhân kinh doanh vàng bạc. Thu nhập từ nguồn này tuy cao nhưng đồng thời rủi ro cũng khá cao. Sau khi mở cửa hàng, Lộ sống luôn ở cửa hàng. Căn nhà cũ mà cảnh sát tìm thấy đã bị bỏ không nhiều năm, không ai lui tới. Dạo gần đây do công việc kinh doanh kém đi và thua lỗ rất nhiều, muốn có vốn để kéo tình hình kinh doanh vực dậy, Lộ bắt đầu nghĩ ra nhiều ý tưởng xấu, trong đó có việc cướp bóc những người giàu có. Sau khi xem xét toàn bộ danh sách những đối tượng với điều kiện kinh tế tốt mà mình quen biết, mục tiêu mà Lộ nhắm đến là Vương Vô Hương. Vương Vô Hương là thầy phong thủy có tiếng tại địa phương, anh ta có tài sản kếch xù, bản thân lại rất ngoại giao, ít cảnh giác với những người xung quanh. Lộ sống cùng thị trấn với Hương, cũng là đồng hương, từng vài lần nhờ Hương tư vấn phong thủy cho mình. Chính những lý do này mà Lộ đã quyết định chọn Hương làm mục tiêu hành động. Ý định của Lộ là dùng thủ đoạn để bắt cóc Vương Vô Hương và tống tiền vợ con ông ấy. Sau khi lên kế hoạch hành động cẩn thận, vào ngày 7 tháng 1, Lý Hồng Lộ quyết định hành động. Vào khoảng 4 giờ 20 phút chiều ngày 7 tháng 11, Lộ gọi điện cho Vương Vô Hương, nói dối rằng mình đang cần cải tạo tầng hầm của ngôi nhà cũ và yêu cầu Hương đến xem phong thủy. Lộ cũng nhấn mạnh là mình đang rất vội nên nói với Hương tới sớm nhất có thể. Trong điện thoại, Hương tiết lộ mình đang rảnh nên sẽ đến ngay bây giờ. Khoảng cách từ nhà Hương cho đến nhà Lộ mất không tới 10 phút đi bộ. Cảnh sát suy luận có lẽ là vì khoảng cách gần, hơn nữa Lộ cũng quen biết với Hương nên Hương đã không ghi thông tin lên chiếc bảng trắng, cũng không nói cho người vợ biết mình đi đâu. Khoảng 10 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, Lộ đã nhìn thấy Hương cầm một chiếc la bàn, lững thững đi tới nhà của mình. Sau khi xuống tới tầng hầm, Lộ cùng Hương trò chuyện vài câu. Sau đó Hương lấy la bàn đi một vòng trong nhà. Trước đó, Lộ đã chuẩn bị sẵn một chiếc búa gỗ, lợi dụng khi Hương quay lưng thì liền dùng chiếc búa gỗ này đập vào sau đầu anh ta. Ăn cú gõ mạnh sau đầu, Vương Vô Hương bất tỉnh. Lộ dùng một sợi dây bện ni lông trói chặt Hương. Khoảng 2 giờ sau, Hương tỉnh dậy với vẻ mặt đầy đau đớn. Lúc Hương tỉnh lại, Lý Hồng Lộ bắt đối phương nói vào máy ghi âm. Mục đích của hắn ta là dùng đoạn ghi âm này để tống tiền Quách Tú Phân. Lý Hồng Lộ cho rằng nếu như thả Hương ra, anh ta chắc chắn sẽ đi trình báo sự việc cho cảnh sát, nên nảy ra ý định táo bạo là giết người bịt đầu mối. Từ suy nghĩ, hắn ta chuyển sang hành động vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm đó. Lộ dùng một con dao nhọn liên tục đâm vào các vị trí hiểm hóc của Hương cho đến khi tắt thở. Để gây cản trở cho việc tìm ra danh tính của thi thể, Lộ quyết định chặt đầu nạn nhân. Thi thể không đầu,
bị cho vào trong túi dệt, lộ bỏ vào cốp xe ô tô rồi mang đi phi tang cùng phần đầu. Chiếc túi dệt được vứt tại bãi rác ngoại ô, còn phần đầu lộ đào đất và chôn cách đó không xa. Phi tang xong, sáng ngày hôm sau, hắn ta lấy số điện thoại từ danh bạ điện thoại của Hương rồi gọi cho Quách Tú Phân. Hắn nói mình là kẻ bắt cóc, đồng thời yêu cầu tiền chuộc lên đến 200.000 nhân dân tệ. Khi nói chuyện với Phân lần đầu, lộ sợ bị bại lộ nên nhanh chóng cúp máy. Sau khi biết thi thể không đầu được cảnh sát tìm thấy, lộ sợ mình bị phát hiện ra và ngược lại, hắn ta lại sợ mọi người biết Hương đã chết thì sẽ không lấy được tiền. Chính vì vậy, hắn mặc vào chiếc áo khoác của Hương mà mình còn giữ lại ở trong nhà. Lợi dụng tầm nhìn kém vào ban đêm, lộ giả làm Vương Vô Hương lảng vảng xung quanh khu vực nơi Vương ở. Thấy ông chủ quán thịt nướng chào mình, lộ cũng nhiệt tình gật đầu chào lại. Mục đích của việc làm này là khiến cho mọi người tin rằng Vương Vô Hương thực sự vẫn còn sống. Như vậy thì hắn mới lấy được số tiền 200.000 nhân dân tệ từ tay Quách Tú Phân. Trong cuộc gọi cuối cùng, Quách Tú Phân yêu cầu được nói chuyện với chồng. Hương lo lắng không lừa được bà nên quyết định tắt điện thoại và bỏ chạy. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Hà Bắc đã kết án tử hình Lý Hồng Lộ vì tội bắt cóc và giết người. Lý Hồng Lộ đã phải trả giá cho kế hoạch tưởng khôn ngoan nhưng hóa ra là ngu ngốc không tưởng. Lộ nghĩ rằng chỉ cần một lần hành động như vậy, hắn ta sẽ một bước lên mây, nhưng hóa ra kết quả lại mở đường xuống địa ngục tăm tối. Lộ chẳng nhận được lợi lộc gì sau sự việc này, đến cả độ dày của sấp tiền 200.000 nhân dân tệ, hắn ta cũng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Thứ mà hắn ta nhìn thấy chính là sự sỉ nhục của mọi người tại phiên tòa trung thẩm và nước mắt lưng tròng của người thân mình khi nghe tuyên án. Bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.